chào mừng các bé đến với nông trại vui vẻ. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi khám phá các loại xe mới trong nông trại vui vẻ này nha các bé. Đây là một loại xe mới dùng để gặt các loại cây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Nào, bây giờ ta sẽ điều khiển để gắn thiết bị vào xe. Wow, được rồi các bé. Bây giờ chúng ta sẽ thử các nút trên xe nha. Ồ, nó mở ra rồi. Thật là tuyệt vời. Wow, nó đưa cái cần ra rồi. Cái cần này giống như một cái ống khói vậy. Ngộ quá đi. Tiếp theo để xem nó làm gì nữa nào. Nào. Wow, nó hạ cái giống như là một cái cạn xuống vậy đó. Wow, ghê quá. Tiếp thôi. Nào, làm đi chứ. Cái xe này thật khó điều khiển quá. Chú nhấn rất nhiều nút rồi mà nó vẫn cứ chơ. Tiếp đi. Không phải luôn rồi. Xem nào. Wow, nó mở càng rồi các bé ơi. Wow, gì da. Nhìn nó thật là ghê. Wow, nó xếp càng lại nữa kìa. Wow. Ý, quá bự luôn các bé ơi. Ai, chú đã làm được rồi. Bây giờ sẽ mở ra lại nha. Rồi tiếp theo nó sẽ làm gì nữa ta? Ồ, nó sẽ hạ xuống. Nó làm gì đây? Làm đi, khởi động đi. Wow, nó khởi động rồi, ghê quá. Ồ, nó xay các răng luôn kìa. Nhìn thật là kinh khiếp thật. Nó như là một chiến binh vậy. Wow, bắt đầu. Để xem nào nó sẽ làm được gì. Ồ, nó sẽ gặt các cây. Wow, nó sẽ lấy gặt các cây đó. Nó lấy cái hạt nha các bé. Các hạt nó sẽ phun vào máy. Ồ, còn phía sau á là nó sẽ thả các cái lá cây ra. Lá cây và rễ cây. Nói chung mà những gì mà không có sử dụng được thì nó sẽ gãi ra ngoài. À, cái cây này giống như cây gặt đậu á các bé ha. Nó chỉ lấy hạt thôi. Còn lá và thân thì nó sẽ bỏ. Thích quá nhỉ. Nó cứ như một chiến binh lầm lũi tiến lên phía trước. Và các cây sẽ bị thu gặt bỏ đi không còn nữa. Trên đường đi của chú chiến binh. Chú chiến binh áo vàng như một bộ giáp sắt đang tiến thẳng về phía trước. Hàng loạt các đấu sĩ ở phía trước chiến binh nó gục ngã hoàn toàn bởi sức mạnh của chiến binh áo vàng này. Thật là lợi hại quá đi. Chiến binh chuẩn bị quay đầu và các mũi nhọn của phía trước chiến binh sẽ ủi thẳng các cây trắng phía trước.
tiến lên. À, giỏi quá, tôi chiến binh này thật là giỏi. Nhờ có những chú chiến binh giặt như thế này mà các bác nông dân sẽ rất đỡ tốn nhiều công sức nha, và thời gian thu hoạch cũng sẽ rất là nhanh chóng nha các bé. Phía trước nó sử dụng các bánh bánh bằng sợi xích đó nha các bé, các bánh bằng sợi xích. Nó đi thật là ghê. Ở Việt Nam mình là chắc chưa có cái mấy loại xe hiện đại như thế này đâu. Thật là ghê. Đen đen. Tiến lên nào. Giặt thôi. Chúng ta nhìn thấy sát bên của chiến binh áo vàng luôn. New Holland. Đó là cái tên của được gắn trên cái xe này. Chú không biết ý nghĩa của nó là gì. Có lẽ là một cái nhãn hiệu của một cái hãng sản xuất ra chiếc xe này nha các bác. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn cận cảnh chiếc xe này nha các bé. Này, nó đang chọn những cái cây còn sót lại thôi. Chúng ta sẽ nhìn tận luôn, mắt sắc gần luôn. Nó to quá, nhìn khủng khiếp thật. Thích quá các bé ơi. Quá luôn. Bây giờ chú sẽ vô buồng lái dành lái cho các bé coi nha. Xe đi tới đâu là cây ngã tới đó. Đó, thấy chưa? Các bé thấy chưa? Ghê chưa? Nó thu hoạch cũng rất là nhanh chóng luôn. Ghê thật. Ở ngoài mà mình có chiếc xe này mình chạy, chắc mọi người sẽ thán phục mình lắm các bé ơi. Bởi vì họ chưa từng thấy chiếc xe này ở ngoài đâu. Chú đang nói đây là ở Việt Nam mình á, chứ còn nước ngoài thì người ta có lâu rồi, người ta hiện đại hơn mình nhiều lắm. Mình còn phải học hỏi người ta rất là nhiều. Mà chú nghĩ mấy thiết bị này chắc là mắc tiền lắm. Khi nó dở càng lên nó chạy rất là nhanh các bác. Nó chạy ào ào. Nó có đèn luôn. Có đèn sáng luôn. Tôi tắt đèn, mở đèn lại. Thích quá. Thôi, tạm biệt các bé nha. Hẹn lần sau mình sẽ cùng nhau đi khám phá thêm loại xe mới nữa. Chào các bé.